Dạ xin chào cô chú anh chị đã quay trở lại với kênh của Tâm Vlog nha. Cảm ơn cô chú anh chị, cảm ơn bà con mình luôn sát cánh, luôn đồng hành cùng kênh của Tâm Vlog. Chúc bà con thật nhiều sức khỏe. Dạ xem kênh bấm vào nút đăng ký phía bên dưới để cập nhật những mẫu ghe máy mới nhất vào 5 giờ chiều mỗi ngày. Và hôm nay em về rồi đây, học xong 3 ngày nghiệp vụ rồi. Tiếp tục quay trở lại với cô chú anh chị mình bằng những con máy mới ngày hôm nay. Mời bà con mình coi nha. Dạ vừa ý bé nào thì liên hệ với em. Bà chủ em giờ bà cột cái đầu đó nè. Trời đất ơi. Mời bà con xem clip. Dạ tiếp tục về là Mitsubishi M40M đời 110 ngựa, chuyên cao tốc nha cô chú anh chị nha. Dòng này chạy khủng nè, 3600 tua. Máy nghĩa địa. Con này đẹp lắm cô chú anh chị. Nè. Cùi hộp số nói lên tên tuổi luôn. Quá trời đẹp luôn. Trời ơi. Nó đã. Hộp số đang sử dụng là 3.13 Yamaki. Đây là cái lắc của em nó nè. Mitsubishi M40M 110 ngựa 3600 tua. Cực kỳ đỉnh nha bà con. Em này là lồng 95 ly tụt bô nè. Chạy nhiệt gió. Xương gió luôn. Heo em nó đang chạy theo Tết nha bà con. 4 máy. 1 2 3 4. Dòng này chuyên về cao tốc luôn nha. Tua rất là khủng. Nè, heo Tết nè bà con. Heo đùm. Quá đã luôn. Xíu nữa sẽ có clip test nổ nha bà con. Máy có bơm nước gin nè. Cánh còn không? Còn cánh luôn. Đi mô sạc nè. Đầu cốt cực đẹp luôn. Nước sơn nguyên zin nha. Nước sơn nguyên zin của em Mitsubishi này luôn. Rắc còn luôn nè cô chú anh chị. Đó, cam cờ bên trong em dở cho bà con mình coi. Nè. Ok, còn vàng nha cô chú anh chị. Máy đẹp lắm, bao cốt ếch hơi chuẩn nha. Rồi. Mitsubishi M40M 3600 tua. Con này chuyên chạy cao tốc nha bà con. Về bà con mình gắn vô mấy cái vỏ gỗ mà tầm khoảng 4 tấn á. Hoặc là mấy vỏ composite máy âm rồi đó. Đặc biệt cho những bà con nào sử dụng vỏ chạy tôm. Vỏ chạy tôm đặt con này chạy đã lắm cô chú anh chị ơi, lồng 95 ly. Vừa tải tốc độ luôn 110 ngựa, sát nhỏ nha cô chú anh chị nha. Đời này sát thấp lắm. Từ dưới lên nó chừng khoảng 4 tấc rưỡi 5 tấc à. Chừng khoảng 4 tấc rưỡi thôi, nhẹ ký luôn nha. Mitsubishi. Đầu nước ngọt có luôn nè. Đây, có đầu nước ngọt luôn nha bà con nha. Rồi. Tiếp tục là clip test nổ của Mitsubishi M40M cho bà con mình coi. Ai có nhu cầu thì liên hệ hoặc đến trực tiếp chợ Đồng Phú nha. Quá đã, tụt bô sườn gió luôn, dễ nhiệt gió nè. Nhẹ nhiệt gió vô máy rồi nè. Nâng mã lực lên luôn. Tụt bô nhỏ gọn nha bà con. Quá đã. Giá con này hiện tại bây giờ anh chủ em đang kêu giá 70 triệu nha cô chú anh chị. Hiện tại giá 70 triệu là luôn cả hộp số. Đó, bà con mình muốn đấu hộp số cao tốc vô có hộp số cao tốc sẵn luôn nha. Và cần thì đấu cho bà con mình. Quá đã. 110 ngựa 3600 tua. 70 triệu, lồng 95 ly. Chuyên cao tốc. Rồi nổ đi anh. Mitsubishi M4M. Không thấy được. Mitsubishi 4 110 ngựa 36 tua. Mát đang đâu mà? Mát bản. Mitsubishi 4 tầm 95 ly. Chuyên cao tốc. Rồi bà con em có nhu cầu liên hệ nha. Quá xuống.
và tiếp tục là Yamaha 3. Đời này là 71 ngựa. Cái dòng tua tí xíu nữa em coi cho bà con mình. Con này là cúc ếch, hơi chuẩn. Tình trạng là máy đã qua sử dụng nha cô chú anh chị, bao bà con mình cúc ếch nha. Nhận hơi thì bà con mình tới đây coi trực tiếp. Hộp số đang đi là 2.95. Nguyên cụm nha bà con. Đây là cái tục vô của em đó nè. À, có đồ bảo vệ luôn. Vô còn cái co đi lên luôn nè bà con. Ba máy bé kim. Đời này nắp liền thì không có xong bét nha cô chú anh chị nha. Cặp vô nổ thẳng thôi. Chi tiết thì máy đã qua sử dụng này còn đẹp lắm nha cô chú anh chị. Nước sơn này còn cực kỳ luôn. Đầu nước ngọt hình như còn nè bà con. Trời ơi. Không còn. Rồi. Cái ruột không còn nha cô chú anh chị. Con này đã qua sử dụng, không có ruột. Cái vỏ thì còn, bơm trộn còn, đi mô sạc có, bơm nước zin không còn nha. 35 triệu, 71 ngựa, 3.050 tua. Lốc lít còn đẹp luôn. Ok, 35 triệu nha cô chú anh chị nha. Yamaha 3, bé kim, không xong bét. Heo dầu rồi còn đẹp lắm cô chú anh chị. Ok, chị còn luôn nè. Bét cái bọt là đâm, có lấy thì giữ rồi. Dạ, và đây là clip test nổ của Yamaha 3, tục vô, 71 ngựa. Cao tốc nha bà con, quốc đi anh. Rồi này là 3.050 tua rồi nè bà con. Đã qua sử dụng. Con đầu nước ngọt. Đi mô sạc có không đây? Rồi có đi mô sạc. Con này thì không có bơm nước kim nha cô chú anh chị nha. Ba máy. Rồi, quá đã luôn. Ai có nhu cầu thì liên hệ nha. Hoặc đến trực tiếp chợ Đồng Bụng Long mình sẽ xem máy. Rồi ok, tắt luôn. Đây còn tắt nè bà con. Rồi có đồ tắt điện luôn cô chú anh chị ơi. Có cục tắt điện luôn. Rồi hoàn thành. Lên khối luôn. Quá đã bà con. Rồi xong. Yamaha 3, tục vô, 71 ngựa, 3.050 tua nha. Giá chỉ 35 triệu thôi. Rồi. Dạ, và đây là clip test nổ của Yamaha Tota 13B. Đời 80 ngựa nha bà con. Không tục vô, 3.100 tua. Dứt. Máy nghĩa địa nha bà con. Nước sơn để nguyên zin luôn. Thời điểm này về sau là máy nghĩa địa và em sẽ không sơn hết nữa. Cô chú anh chị nào mà thích thì em mới sơn. Và phần sơn thì như trước giờ nha, miễn phí, không tính thêm phí của cô chú anh chị mình. Nằm nghe miếng dán, miếng dán nó yếu. Rồi ok. Nhóm Toyota 13B nha cô chú anh chị. Máy nghĩa địa, bao cốt bếch và dựng bao nắp lốc luôn. Dựng hơi cứng cơ. Đây nè bà con, mình đổ tục vô cho được luôn nha. Đổi số luôn nè bà. Con này hiện tại đang chạy cái hộp số là 3 tua 5. 3 tua 5 nha cô chú anh chị. Máy nghĩa địa nha. Đẹp luôn anh.
này, cá nửa kết luôn đây. Cá nửa kết luôn. Và tiếp tục hôm nay về thêm một vài em nữa quay cho bà con mình nha. Trong đó có một con Yamaha 3 đã qua sử dụng, giá 35 triệu à, cực kỳ đẹp luôn. Con này là máy nghĩa địa nha, Yamaha 60H đời cao tốc. Vậy nhưng mà đời này thì tục bô xương gió nằm ở trên cao tí xíu. Đời này nó không đến 31 nha. Vậy nhưng mà tua nó vẫn quạo, nó tới 2800 tua lần. Con này máy nghĩa địa nước sơn zin, chưa giẫm tút nha cô chú anh chị nha. Và đây là cái dàn heo dầu của em nó nè, 6 máy nha. Yamaha 60H đời 95 ly, con này là chuyên tải cao tốc nha cô chú anh chị. Con này rất là tiết kiệm dầu, là một chiếc có 95 thôi. Đây là cần tắc nè. Cần ga nè cô chú anh chị. Cần ga nè. Khủng khiếp. Này. 01239. 38 chứ, 01238 nha cô chú anh chị. Máy này thì đây là cái số lắc của em đó nè. 130 ngựa 2800 tua. Đời này 2008 nha cô chú anh chị nha, nó lùng đòn 2008, các tem thấp đó. Đây nè. Đó, máy này là cúc ếch, hơi chuẩn. Nước sơn zin, còn mặt bảo vệ phía trước luôn nha cô chú anh chị nha. Máy rất là đẹp. Đây là cái xương hàng gió của em đó nè cô chú anh chị. Xương gió tục bô, chả giải nhiệt gió nha. Cái bô ở ngoài nó cắt nè bà con, khè gió đó nó cắt ra nè. 6 máy bấy kim, 1, 2, 3, 4, 5, 6 máy. Cam cờ bên trong luôn. Máy rất là đẹp nha bà con. Bao hơi cốt nắp lóc. Trời ơi. Trông đẹp dữ vậy. Ôi, trong sạch trơn của chú anh chị ơi. Đầu hơi đẹp luôn. Máy có đủ đồ nha. Nhà đi mô sạc, bơm nước zin, đầu nước ngọt, tất cả có đủ hết. Nhưng mà 60H. Đây nè. Này là đầu nước ngọt nè bà con. Đi mô sạc nè. Này cái bơm nước lường nè. Đề. Dạ em này là sử dụng nguồn 24, sạc 24 nha. Tục bô rất là đẹp. Đó. Còn bảo vệ phía trước luôn. Hộp số em nó hiện tại đang sử dụng là 2.94 IP40. IP40 2.94 là 3 tua nha cô chú anh chị. Hộp số này 3 tua. Hộp số đây. Đó. Quá đẹp. Yamaha 60H cao tốc 2800 tua 130 ngựa. Hộp số 3 tua nha cô chú anh chị. IP40. Bao cốt ếch hơi chuẩn nắp lóc và cái phần sơn tút hay là cái gì á bà con mình cần thì cứ báo với em, tại vì cái máy nghĩa địa là thời điểm này về sau là em sẽ không sơn nữa, để nguyên zin cho bà con mình, tại vì có nhiều cô chú anh chị mình thích là nước sơn zin, nhiều cô chú anh chị mình muốn sơn thì em mới sơn thôi. Đó, sơn là miễn phí nha. Và con máy này hiện tại bây giờ anh chủ em báo là giá chỉ có 58 triệu thôi nha cô chú anh chị nha, 58 triệu thôi. Yamaha 60H đời này tới 2800 tua 130 ngựa. Rất là đã nha. 58 triệu, cực đẹp. Rồi, ai có nhu cầu liên hệ nha. Bao hơi cốt nắp lóc, máy đẹp lắm của chú anh chị. Hộp số 3 tua. Tục bô xương gió luôn. Rồi, tiếp tục là clip test nổ của em đó. Rồi bà con. Dạ và đây là clip test nổ của Yamaha 60H cao tốc. Đời 130 ngựa, xương gió dài nha của chú anh chị. Nổ luôn. Ok. Chơi. Chơi. Nó đè mà đó, nó đè mà nó không được. Kê chân cái nha bà con. Kê chân cái mới được để nó đè anh em. Ok, nổ lại nha bà con. Nhờ người thân trợ giúp bài chắc cứu. Quất. Kê nguyên cục chà bá luôn. Rồi, hay quá, nhờ người thân trợ giúp vô chấm 7 luôn. Nổ Yamaha 60H cao tốc đời 2008. Tám trăm tua vậy, chồng này cũng chuyên về cao tốc luôn các bạn.
rồi hám cực kỳ nét luôn, hơi xấu luôn, xấu luôn rồi. Dầu nó giật gì dám bọt lắm nè. Rồi quất luôn. Sáu BH 2800 tua nha bà con. 130 ngựa lòng 95 ly bé kim. Quá thơm. Garanti điểm vòng luôn bà con. Rồi kính cứng thư luôn. Rồi nguyên kia quá đã. Rồi ơi, hỏng dầu luôn rồi. Thôi vậy kết luôn, tắt luôn rồi đồng ơi. Hột dầu luôn bà con ơi. Dở không dầu rồi. Hơi chuẩn kìa. Nhưng mà 6 BH nha bà con. Giá 58 triệu rồi. Rồi rút bóng dầu ra còn chạy luôn bà con. Rút con dầu ra còn chạy luôn. Không có dầu cũng chạy luôn. Không có dầu cũng chạy nữa. Tắt lên số ấm lên. Tắt lên rửa gì đó là chứ. Thôi ghê. Rút dầu ra còn chạy cho bà con. Cái này để chạy nước chạy luôn đó. Chạy nước chạy luôn. Sao vậy anh? 58 triệu là lỗ cao số cho bà con nha. Không có nước không chạy hết. Rồi được rồi, diễn kết đi đồng ơi, nói lên tên tuổi em nó rồi. Quá chuẩn rồi. 58 triệu. 130 người 2800 thôi. Rồi tắt luôn. Rồi đổ làm trái nữa nha bà con. Sướng quá mà. Quá khủng. Ok. Rồi ai có nhu cầu liên hệ, tắt luôn. Ôi ôi nó sướng nội ơi. Quá sướng. Không, không có dầu vẫn chạy nha bà con. Không có dầu vẫn chạy. Rồi. Nước sơn thì nước sơn zin, bà con mà muốn sơn thì nói với em. Coi như máy nghĩa để đợt này về là không sơn. Muốn thích sơn thì ngồi uống nước giùm em tầm khoảng 15 phút rồi cho lên xe. Cảm ơn bà con. Dạ tiếp tục là Yamaha 2B. Dạ đời này là nghĩa địa nha các chú anh chị nha. Đời này có turbo. Máy nghĩa địa thì đời này nó 4 máy nè. 1 2 3 4. Nước sơn. Cực đẹp luôn bà con. Sơn này về có dặm tút rồi, bóng dữ lắm nha cô chú anh chị. Rất là đã. Máy nghĩa địa thì bao cho cô chú anh chị mình cục ít hơi chuẩn nha. Bao nắp lóc luôn. Xíu ra. Cam cò bên trong nè. Cam cò sạch bóng luôn nha bà con. Này. Yamaha 4 máy. Con này thì nó có đầu nước ngọt. Tầm khoảng 80-90 ngựa bà con. Có đầu nước ngọt. Tua rất là cao nha. Dạ cô chú anh chị nào sử dụng do tải tốc độ lấy con này chạy rất là đã. Có đầu nước ngọt, có bơm nước lường, có đi mô sạc luôn, bơm trộn còn. Mặt trước đẹp cực kỳ bà con, long lanh luôn. Máy đa dầm tút nha. 4 máy. Máy nghe địa. Nhà đây là tục vô. Bà con cần clip test nổ của bé nào thì nhắn tin vô Zalo giúp em nha. Em gửi qua cho. Với đôi lúc là tại vì cái Zalo em nó bị đầy bạn á, cho nên là em không có xác nhận bạn bè được và không có tìm kiếm bạn bè được cho cô chú anh chị mình. Nhà bà con cần thì cứ nhắn tin vô là em thấy á. Nó bị full rồi. Yamaha. Đây, đường. Đây là cái cọng ga nè cô chú anh chị, cần ga nè. Ga rất là dài nha, tua khủng khiếp luôn cô chú anh chị. Chị còn nè. Đây. Và đây là cần tắt. Đường dầu vô. Đây là đường dầu vô nha cô chú anh chị nha. Yamaha 2B. Nhà con này nó có chân sẵn nè. Tua cao khủng khiếp. Mấy con này thì tua tầm khoảng 3.000 hết đó cô chú anh chị. Bốn chân có đủ. Yamaha 2. Rồi, mời bà con tiếp tục. Rồi, đây là clip test nổ của Yamaha 4 máy nha cô chú anh chị. Nổ luôn. Dứt.
hơi hám dễ thương luôn nha bà con. Bao bà con mình cút ếch cho chuẩn nha. Dạo này tua cao lắm, tua khoảng 31 không à. Chắc được khô. Bao quê nha bà con. Còn cái nữa đâu. Quê đầu luôn. Bốn máy nha cô chú anh chị. Rồi ok, kết rồi mày. Cắt luôn. Rồi. Rồi tắt luôn. Cần tắt cái dưới nha con. Rồi, quá êm. Dạ vâng, hẹn gặp lại cô chú anh chị vào những cái video tiếp theo. Xem kênh, bấm vào nút đăng ký bên dưới để cập nhật những mẫu ghe máy mới nhất vào 5 giờ chiều mỗi ngày nha. Mới vừa đựng lô này đó, em sẽ quay về cho cô chú anh chị mình. Giá vỏ không thì nó có 20 mấy triệu thôi nha. Dạ còn luôn máy thì bà con thấy cái máy nào khoái thì vô bãi máy em hạ xuống là đi. Rồi ok, tạm biệt cô chú anh chị.